đi viết viết bích được nhở? À, quay nhà bao giờ anh có tiền anh sửa lại nhà anh sẽ quay thôi, còn bây giờ hết tiền rồi, đang gọi là quay từng đồng một để sống qua mùa lũ Covid đây, nên là tầm này cũng quay được nhà xấu lắm. Thái Hoàng đúng rồi, tí anh lốt này anh bật cái non của Thái Hoàng, non Thái Hoàng hơn 30 phút không? À, cũng hay, nghe nhiều bài Việt hay phết. Ok, Việt Bích nha, nghe lốt bài này đã. Bài này là của Giang Tô nhá, trách này của Giang Tô, khác biệt to lớn Minh Hải của Giang Tô nhá. Anh chưa đăng like để đi bắn xe ép đủ, chán con gọn thật. Bao nhiêu tiền của mình, nhưng mà thôi, mình vẫn còn mạnh khỏe, mình vẫn còn vui vẻ, đây là được rồi. Tiền ít nữa làm lại, anh em có nhận không? Ít nữa, làm lại. Ít nữa làm lại mà, quan trọng gì? Việt Minh nha, Việt Minh Thái Hoàng nha. Để tìm ra nào. Trường à đúng không? Còn lại trôi đi đâu rồi? Đấy, cứ lưu vào lại không biết đâu rồi. Mọi người đợi mình tính nhá. Đợi xíu. Để lên tìm đã. Rồi mà cứ toàn không áp vào đấy. Tôi nghe cái phần này, phần mềm này nó giống với cả nó liên kết cả YouTube, nhưng mà nó thoát ra, nó thoát đây này, YouTube thoát ra là không nghe được đúng không? Nhưng cái này thoát ra, thoát vào vẫn nghe được, mà tất cả những cái gì ở trên YouTube ở đây đều có, cứ post lên YouTube là cái phần mềm này nó có. Thế nên là cái này nó ghi là Musi này và các con vợ này, đây là cái biểu tượng của nó, cái Musi này này, đấy, con vợ đau này này. Tên của nó Musi á. Cứ nghe đây thì tìm là nó có. Thôi anh em bổ quả sữa đi. Quá chứ tối gội đầu tóc bắt đầu tốt rồi đấy. Mấy hôm nữa là không like được lại phải vuốt xuống kiểu gọi là đôi mũ. Hôm nay gọi là lốt hơi dài rồi đây này, vì nó cứ dài phần này nó xấu. Thế anh cũng gọi tên em với ông cái gì Lâm Sang đặt sáu luôn. Thực ra thì nhiều lúc mà anh em comment không thấy được bởi vì nó trôi tin nhắn. Mình xin 93. Là mặt tay mình xem đôi đồng tiền xu vàng mọi người ơi. Chắc là ai gọi là mới biết mình không biết. Tôi lên like lúc nào tôi chả có cái tay này. Đúng rồi, anh sống hơn tâm. Yêu một tí sống hơn tâm hay khóc thầm. Rồi đấy các con gọi tưởng tôi bị đê chất giả. Tôi gầy đi, anh bị gầy đi mất mấy cân em ơi. Tôi gầy này cho đẹp, cho người cho đẹp. Đi chơi tôi có hai con quả mặt tôi diễn hơi hay luôn, mặt kiểu mặt phê kiểu gọi là đô chè đấy đó. Bỏ ba cái năm này tôi phải bỏ đến 5-6 năm nay rồi. Hôm nay vui mà. Giờ đây cũng sẽ ấm ngày ngàn trời.
bích này thì bật Thái Hoàng này, thì cũng quanh quanh mấy DJ hot hot thì anh em. Ôi cho bật tí đặc biệt thì tí là chuyển sang nhà nước ngoài vậy. Ở cái non này của Thái Hoàng nhá, nhạc của anh Trung Trường vậy. YouTube vượt mục ấy, thì là nó gọi là nó làm cái bẩy cho mình, nó lên một cái tầm gọi là nghiện luôn.
đấy, ra cái bộ phim vượt ngục xong xong rồi bắt đầu thấy David Beckham xăm nhiều nhiều quá là tôi mê luôn. Anh em đừng spam nhé, đừng spam nhiều. Spam nhiều là anh chặn đấy nhá, cái anh em gì ơi, cái anh quay cái non gì anh chả hiểu quay cái gì là quay gì, đừng có spam. Ôi, bên ca bên cổng thì mình lên đây mình nói chuyện mọi người cho vui thôi, bên ca bên cổng làm cái gì, yêu quý mình thì vào đây nói chuyện với mình. Lên mai mới thấy con vợ này ok, chú đẹp dài nói ok, thank you cháu. Là nghe bọn kiểu mà cái cách bé gọi 2000 trở lên bây giờ gọi mình chú nghe già nhỉ, em không thể luôn. Còn lần này tôi mới có 28 thôi, tôi còn chưa đến đầu ba đâu. Nghe gọi chú nghe già đấy, em biết đấy. Nhưng mà nếu mà tầm 2005-2006 kém một giáp là hơn giáp là gọi chú là đúng rồi. Còn kém khoảng tầm mấy tuổi không nói, còn tầm 7-10 tuổi, từ 10 tuổi hết về thì gọi anh được, chứ trên 10 tuổi chắc gọi chú là đúng rồi. Vợ nghe bọn tôi chú nghe tôi già thế, còn thanh niên chưa vợ chưa con gì chú nghe già. Dạ ok, áo anh vui vui, áo anh vui vui, áo là của anh kiểu vui vui. Áo này em lên ấp ảnh lên Facebook này, ấp ảnh Facebook với cả ở chợ IG. Công nhận hè người ta trẻ này bảo chú anh nhỏ, công nhận thật sự luôn, bạn trẻ như này. Hôm nay không bạch công tử nữa, chú này không bạch công tử nữa. Cháu 97 kém mình có 4 tuổi và chú cái gì. Lại mẹ mẹ ơi, trêu nhau làm cái gì. Chú luôn bán cháy. Ra mình nhà mọi người, ra mặt ra thì lên cái live TikTok này thì thực ra nó cũng gọi là có một tí gọi là ánh sáng nó cả làm mình rồi, nhưng mà nó cũng là ok chứ không phải là xấu. Không phải là ấy, còn tình trạng tôi bị mụn thì tôi chấm một tí cái thuốc mụn vào, tình trạng chấm tí thuốc mụn vào thôi. Hôm nọ xin con vợ Long Sen và bán đây, bạn bán thuốc mụn bán cho tôi mấy lọ, tôi về tôi chấm thử cái. Em mai con vợ ship ra 2 lọ luôn, thế là chấm luôn. Ở thuốc mụn con vợ uy tín mà, thấy bảo là có được cả dược phẩm cho phủng đăng ký giấy tờ đầy đủ đàng hoàng mà, không phải linh tinh đâu. Bây giờ bán mấy cái đồ làm đẹp linh tinh là giấy ăn bỏ phốt là chết dở đấy. Đấy tôi đồng đồng tiền xu vàng lên, tôi nói thật tôi mới lên 3 nhá, ánh sáng mờ mà tôi giơ tay lên này tôi vỉa này khốn, con vợ chả hiểu là cái gì. Không đâu, 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 không biết là cái gì trong ngón tay cái kiểu gọi là ảo. Android hand ấy, còn vợ rap chất. Có những câu gọi là rap gọi là đậm chất, gọi là fuck boy rồi đấy. Anh ở nhà bảnh rồi, hôm nay anh có đi gặp một người nên là cũng cần gọi trao chuốt một tí. Thái Hoàng nhá, Thái Hoàng nhá, lo này của Thái Hoàng nhá. Nhà của anh không thị trường thì phải lên giúp tốt sớt được ra hết nha mọi người nhá. Mới nghe đi, bật cho mọi người nghe. Là tôi ít nghe nhạc Việt lắm nhưng mà ra các con vợ thích thì tôi bật thôi, tôi tìm tôi bật cho con vợ thôi. Thỉnh thoảng tôi nghe đi hâu của Việt Nam hay thoảng nghe cái cả Việt Mix thì lâu rồi, bây giờ tôi nghe lại của Thái Hoàng, còn đâu bây giờ tôi nghe đít Việt mấy đấy nhạc Việt đâu rồi, chủ yếu tôi nghe nước ngoài là chính. Về mặt nhạc Việt thì các con vợ khoái. Mấy ông chả hiểu câu hỏi, có sợ 15-16 không là cái gì nhỉ, tôi chả hiểu gì. Hỏi cái gì dễ hiểu đi. Ở anh ở thành phố Hải Dương em ơi, nhưng mà anh sống ở Hà Nội từ năm anh học cấp 3 xong rồi.
bao giờ lấy vợ. À, thực ra thì nếu mà gặp được đúng người trong đầu đi học là quất luôn, thi triển luôn đấy.